chia sẻ với người quen. Thì trước tiên á thì Uyên xin giới thiệu về bản thân mình xíu nha. Thì Uyên tên là Trần Ngọc Tố Uyên, Uyên sinh năm 1983, hiện thì đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước đây Uyên là một nhân viên kế toán và Uyên đã rẽ hướng sang và chọn Oriflame làm sự nghiệp của mình luôn và gắn bó với công việc này là cũng 3 năm. Thì trong 3 năm qua đó thì Uyên cũng có được những cái kết quả nhất định, một cái khoản thu nhập ổn định mỗi tháng nè. Rồi Uyên cũng nhận được thưởng từ công ty 42 triệu đồng, được 4 vé du lịch trong nước, rồi được nhận vàng, nhận laptop miễn phí từ công ty nè, nhận học bổng cho con nè. Đó, và sắp tới là Uyên chinh phục tiếp những cái chức danh khác nữa. Đó, thì trong quá trình Uyên làm việc á, thì cái công việc của mình á, thì chỉ có hai đầu việc thôi. Thứ nhất là hoàn thành xong 225 BB, thì ở đây là chắc các anh chị ngồi đây là mình đã xong hết rồi, thì mình sẽ bắt tay qua mình làm việc hai, đó là mình đi xây dựng cái hệ thống của mình. Thì khi mà mình mới vừa xong á, thì lúc mà Uyên mới vừa xong việc một giống như các anh chị bây giờ á, thì Uyên cũng được bảo trợ hướng dẫn á, là mình đi chia sẻ cho những cái mối quan hệ của mình trước đó. Thì sau thời gian 3 năm Uyên làm việc á, thì đối với Uyên á, cái thế mạnh của Uyên là Uyên tuyển mối quan hệ, tuyển người quen, chia sẻ với người quen á thì nó hiệu quả hơn. Đối với online, đối với người lạ thì Uyên vẫn tuyển bình thường nha, nhưng mà cái Uyên tuyển mối quan hệ thì nó hiệu quả hơn. Cho nên là hôm nay Uyên cũng xin chia sẻ với các anh chị cái cách mà Uyên đã làm để các anh chị mình có thể xem mình áp dụng ha. Thì Uyên xin trình bày có hai phần. Phần thứ nhất á, là mình chia sẻ mình rủ người quen như thế nào để mà người ta vào người ta cùng làm với mình. Cái phần đó là cái phần hơi nhiều thời gian xíu ha. Rồi cái phần thứ hai đó, cái phần hướng dẫn cho người ta có cái đơn hàng. Rồi thì Uyên đi vào phần thứ nhất ha các anh chị ha. Thì để mà chia sẻ được cho một người á, để người ta muốn tìm hiểu công việc á, thì thứ nhất đầu tiên là bản thân mình phải biết nói về bức tranh công việc, hiểu về bức tranh công việc, chứ mình không biết về bức tranh công việc nữa thì làm sao mình có thể chia sẻ cho người khác họ hiểu được, đúng không ạ? Đó, thì công việc của mình là gì? Công việc của mình rất là đơn giản. Mình khi mà mình gặp người quen ấy, thì mình nói chuyện một cách vui vẻ thân mật thôi. Thì khi mà mình trò chuyện thì mình lồng vô cái câu chuyện, cái nội dung, cái công việc của mình. Ví dụ như khi mà mình gặp người quen thì mình hỏi người ta có thời gian rảnh 2 đến 3 giờ mỗi ngày hay không? Đó, rồi mình nói về cái công việc của mình là không có cần đặt cọc thế chân nè. Đó, không có đầu tư nè, cho nên mình không có sợ rủi ro. Rồi không cần phải đi lại nè. Mình không cần phải lên công ty, mình ở nhà mình cũng làm việc được. Nhiều khi Quyên về quê vẫn làm việc được, chỉ cần mình có cái điện thoại kết nối với internet thôi. Đó, rồi không cần bằng cấp kinh nghiệm nè. Đó, bởi vì vào đây á, là mình được đào tạo hoàn toàn miễn phí rồi. Đó, thì có thời gian thì vào tìm hiểu với Uyên đi. Đó, mình thấy phù hợp thì mình làm, mình có thêm thu nhập. Còn không phù hợp thì thôi, cũng không mất gì hết. Đó, Uyên đang làm nè. Đó, thì mình phải nắm được cái bức tranh công việc là để mình chia sẻ với người thân, người quen của mình. Thì mối quan hệ mà, cho nên là khi mà mình chia sẻ đó thì người ta sẽ dễ dàng đón nhận hơn đó. Thì đầu tiên, cái đầu tiên mà mình cần phải nắm nha, kiến thức đó chính là cái bức tranh công việc mình phải biết nói. Cái thứ hai á là cái trang Facebook cá nhân. Mặc dù là mình tuyển mối quan hệ nhưng mà trang Facebook cá nhân vô cùng quan trọng với nha mọi người, bởi vì người ta sẽ theo dõi mình trên đó. Đó, mình học, ví dụ như ở đây các anh chị nào mà mình mới xong việc một, mình chưa có biết cách xây dựng trang cá nhân như thế nào á, thì mình có những cái bài của bảo trợ đó hướng dẫn rất là kỹ về cái việc này, thì mình có thể tham khảo lại. Thì ở đây là Uyên chỉ nói sơ thôi. Ví dụ trên trang cá nhân của mình nè, là mình đừng có đăng bán sản phẩm quá nhiều nha. Mình chỉ là chia sẻ về sản phẩm thôi, mình sử dụng, mình chia sẻ cái cảm nhận của mình nè. Đó, rồi mình thể hiện cái cuộc sống của mình vui vẻ như thế nào. Đó, mình có thể lồng vô đó là cái những cái ý nghĩa của cái công việc của mình đem lại đó. Rồi cái đó là cái phần chính.
nó chiếm tầm khoảng 60% là mình sẽ nói về cái cuộc sống của mình, cái sự vui vẻ của mình á. Giống như hồi trước đi Uyên đi làm kế toán á thì nó khô khan lắm, cho nên là mình không thấy cái gì vui vẻ trong cuộc sống á. Nhưng mà khi mà mình làm Oriflame á, cái tự nhiên mình yêu đời hơn nè, mình có thời gian mình dành cho bản thân mình nè, chẳng hạn như mình đi tập yoga, tập thể dục nè đó. Nói chung là cuộc sống mình có cái gì thì mình cứ thể hiện lên thôi, cho người ta theo dõi, người ta biết cuộc sống mình thay đổi á, thay đổi vui vẻ tích cực mỗi ngày nè đó. Rồi mình có thời gian chơi với con nhiều hơn nè đó, rồi mình đẹp hơn mỗi ngày nè đó, là cái đó là phần nhiều rồi. Cái đó là chiếm tầm khoảng 60% mình sẽ nói về cái phần đó. Rồi mình cảm nhận, mình uống wellness nè, mình chia sẻ lên nè đó, không phải là mình đăng bán nha mọi người, mà là mình uống rồi mình chia sẻ cái cảm nhận của mình đó. Rồi mình phần khoảng từ 20 đến 30% là mình chia sẻ về cái cảm nhận của mình về về sản phẩm. Rồi phần còn lại là mình sẽ nói về công ty, hoặc là những cái câu chuyện thành công, hoặc là về bảo trợ của mình nè đó. Cái phần này thì hôm trước bảo trợ mình cũng có hướng dẫn cho mình cái phần mà mình nên đăng gì trên Facebook á. Thì khi mà mình đăng Facebook như vậy á thì người quen họ theo dõi mình rất là nhiều nha. Mặc dù có những người họ vào họ like, họ thả tim, thầm bình luận, nhưng có những người á họ không hề bình luận gì hết á, họ không like luôn, nhưng mà mình đăng gì họ không biết hết trơn á. Cho nên là mình cứ tập trung xây dựng cái trang cá nhân của mình, ở trên đó là người quen của mình họ sẽ biết đó. Thì đó là cái phần về xây dựng cái trang cá nhân. Rồi cái phần thứ ba trong cái việc mà để rủ được người quen á, thứ ba, điều thứ ba đó chính là việc mình kết bạn Facebook. Hồi trước á khi mà mình chưa làm Oriflame á thì nhiều khi mình không quan trọng cái vấn đề này. Nhiều khi Facebook á, hồi đầu Uyên vô làm Oriflame á anh chị em, là Facebook của Uyên á là tầm khoảng có mấy chục bạn bè hà, chứ không có bạn gì trơn á. Nhưng mà khi mình vào làm Oriflame thì bắt buộc cái lượng Facebook, cái lượng bạn kết bạn á, phải tăng lên, là phải lúc đó bảo trợ nói á, là phải 4.000, trên 4.000 thì mỗi ngày mình kết bạn một ít đó. Nhưng mà Uyên á thì Uyên á không phải là thấy ai Uyên cũng kết bạn đâu, tại vì cũng kỹ tính nữa. Cho nên là thường á là Uyên kết bạn như thế này nè, ví dụ như Uyên vào trang cá nhân của những người thân của mình trước ha, ví dụ như vào trang cá nhân của ông xã nè, hoặc là ba mình nè, hoặc là chị gái mình, hoặc là những cái người bạn của mình á, những người bạn thân của mình á, thì khi mà họ đăng bài lên đó, ví dụ chị gái Uyên đi đăng bài lên thì sẽ có bạn bè của chị vào bình luận thả tim, thì Uyên sẽ vào, Uyên sẽ kết bạn với những người đó đó. Có những người mình biết á, cái tự nhiên mình thấy Facebook họ mình biết, cái mình làm cái cầu nối mình kết bạn, mình tìm lại họ luôn. Có những người mình không biết là ai luôn, nhưng mà mình cứ kết bạn để đó, thì người ta cũng có, người ta thấy mình có bạn chung á, người ta cũng kết bạn với mình luôn đó. Thì Uyên cứ tăng cái lượng bạn bè lên, là từ người quen của người quen đó, hoặc là bạn của bạn đó, mà từ ra đó mình mối quan hệ mình kết bạn như vậy, chứ Uyên không có kết bạn đại ở trên Facebook. Rồi sau đó đó, cái đó là việc mình làm mỗi ngày ha. Rồi cái việc tiếp theo mình cần làm á, đó là mình lập cho mình một cái danh sách, mình lật cái danh bạ điện thoại của mình ra nè. Nhiều khi nói suy nghĩ không nhớ ra ai đâu, nhưng mà mình lật cái danh bạ điện thoại ra, cái mình sẽ có rất là nhiều cái tên, nhiều khi mình quên. Như bây giờ mình lật ra mình sẽ thấy danh bạ Zalo hoặc là danh bạ điện thoại, thì mình sẽ có được một cái danh sách bạn bè. Thật sự bạn bè kiểu đó rất là nhiều. Bạn có thể là lúc đó mình không có số điện thoại liền đâu, nhưng mà nhiều khi thông qua cái Facebook á mọi người, tự nhiên mình tìm lại được rất là nhiều bạn cũ, bạn cấp 1, bạn cấp 2, bạn cấp 3 nè, rồi bạn mình học đại học nè, đồng nghiệp cũ nè, hàng xóm nè, người thân nè, rồi họ hàng của mình á thì có bên nội nè, bên nội thì có con chú, con bác, con cô gì đó, rồi ở bên ngoại đó, rồi tận dụng luôn cả mối quan hệ của ông xã luôn, là bên nội bên ngoại của ông xã luôn. Nói chung mình có rất là nhiều người, thì từ từ mình sẽ lên danh sách những cái người thân gần mình trước. Thì Quyên sẽ lên danh sách như vậy ha, ghi ra rồi tiếp cận. Mình tiếp cận bằng cách nào thì thường á là
trong quá trình mình đăng bài thì họ sẽ vào họ tương tác, họ bình luận cái bài của mình á đó. Đó thì mình cũng vào trang cá nhân của họ mình bình luận, họ cũng đăng bài mình cũng bình luận tương tác với họ, rồi mình nhắn tin riêng, mình hỏi thăm ví dụ như về vấn đề con cái, gia đình, công việc, sức khỏe nè đó, để mình làm ấm lại cái mối quan hệ đó. Có rất là nhiều người để mà mình nói chuyện luôn á. Thường á thì lúc trước á là Uyên hay dành cuối tuần á, cuối tuần là người quen mình họ sẽ rảnh, thì mình thấy ai mà đang online á là mình vào mình chào, mình nói chuyện, mình làm quen, làm ấm chứ, làm ấm lại mối quan hệ đó đó. Rồi người ta cũng sẽ hỏi là bây giờ em làm gì, thì mình mới chia sẻ cái công việc mình đang làm đó. Tùy đối tượng ha mọi người. Ví dụ như có người á, thì mình khi mình hỏi thăm về sức khỏe thì họ đang gặp vấn đề về về sức khỏe, hoặc là người thân có vấn đề về sức khỏe thì mình cũng có thể chia sẻ được sản phẩm wellness nè đó. Hoặc là họ nói là họ đang khó khăn về công việc, họ muốn làm thêm thì mình lại chia sẻ được cái cơ hội công việc, mình rủ bắt đầu mình nói về cái bức tranh công việc của mình rủ họ vô làm chung với mình đó. Còn nếu như họ không có vấn đề về sức khỏe hoặc là họ cũng không có nhu cầu làm thêm thì mình nhờ người ta tuyển hộ giùm mình đó. Chị ơi, anh ơi, em cũng đang cần tuyển người vô làm chung với em á, thì anh chị thấy ai mà mình có thời gian rảnh mà họ muốn làm thêm á thì giới thiệu giùm em nha, em hướng dẫn công việc cho người ta đó. Thì nhờ như vậy mà Uyên cũng tuyển được một số lượng người quen của người quen rất là nhiều đó. Ví dụ như là lâu lâu á, mọi người mình đăng bài lên trang cá nhân của mình á, cái mình đăng một tấm hình đẹp đẹp chút đó, cái có rất là nhiều lượt like luôn, người lượt comment luôn, thì mình vô trong đó có rất là nhiều người, nhiều khi mình kết bạn rồi mà mình cũng không biết họ là ai luôn, cái mình vô mình hỏi thăm nói chuyện rồi người ta lại nhớ mình mà mình không nhớ người ta đó. Ví dụ như có trường hợp gì đó, Quyên gặp là cái người bạn học hồi lớp 1 nha mà Quyên không có nhớ, mà bạn đó nhớ mình, bạn đó tự nói thì nói ra rồi mình mới nhớ, xong rồi cái nói chuyện hỏi thăm công việc này kia xong rồi cái mình mới nhờ tuyển hộ á, có ai làm còn cần công việc không thì giới thiệu dùm Quyên nha. Cái thế là bạn ấy giới thiệu bà xã, cái là mình kết nối mình tuyển được bà xã của bạn đó. Thì đó thì Uyên tuyển cái kiểu đó cũng nhiều. Hoặc là có trường hợp bạn bạn học của anh rể bạn học của anh rể Quyên nha, có nghĩa là mình cũng thấy mình Quyên kết bạn đó, kết bạn cái kiểu như vậy á mọi người, cho nên là mình cũng biết cái chị đó, cái mình hỏi qua anh rể cái chị này là ai vậy, cái bạn học của anh, cái mình cũng biết biết được rồi ha. Xong cái mình cũng hay vô tường Facebook của chị mình bình luận đó, mình bình luận mà mình bình luận có tâm đó nha mọi người, thì người ta sẽ để ý đến mình, xong cái người ta cũng sẽ vào tường cá nhân mình ta xem, người ta xem thời gian vậy đó. Rồi có hôm tự chị đó chủ động nhắn tin cho Uyên luôn, mặc dù Uyên không hề biết mặt chị đó nha, mình chỉ biết cái chị này là bạn học của anh rể thôi, thì chị mới nhờ Uyên là hướng dẫn công việc giùm cho chị gái của chị là đang ở nhà nội trợ, cần tìm công việc làm thêm gì đó đó. Thì mọi người thấy không, từ cái mối quan hệ á mà mình nhờ nhân ra tuyển ra như vậy thì thật sự rất là nhiều đó, cho nên là chỉ cần mình chịu làm ấm tương tác á thì mình cũng có được rất là nhiều cái mối quan hệ. Có những người á khi mà Uyên giới thiệu á thì họ không có làm tại họ không có nhu cầu, thì Uyên sẽ mời họ mua hàng đó, rồi họ sẽ giới thiệu dùm cho mình bởi vì họ thấy mình cũng nhiệt tình nè, cũng vui vẻ nè đó. Thì khi mà có người nào đó cần việc thì tự nhiên đầu tiên là họ sẽ nhớ tới mình, cho nên là Uyên cũng nhờ tuyển hộ với rất là nhiều. Hoặc là Uyên tuyển được đồng nghiệp của chị gái nè, rồi bạn học của chị nè, mà những người đó là Uyên không gặp chắc là 30 năm hơn có rồi, mình không nhớ người đó luôn á, lúc mà mình còn nhỏ xíu á, nhưng mà người ta nhớ mình, người ta thấy mình trên Facebook người ta biết nha, nhưng mà mình không có biết. Nhưng mà khi mà mình xây dựng trang cá nhân mình lên á thì tự động người ta biết người quen á, cái người ta vô người ta xin việc đó. Giờ mình mới thấy là chị này là bạn bè của chị mình nè, thì mình biết là người quen đó. Thì Uyên hay tận dụng các cái mối quan hệ như vậy á để mà Uyên chia sẻ công việc, hướng dẫn. Thì thường á người quen á thì người ta sẽ có cái xu hướng là người ta tin tưởng hơn, tại vì người ta đã biết mình rồi, người ta biết mình là ai, nhà ở đâu luôn, người quen mà, cho nên khi người ta giới thiệu người ta rất là có niềm tin luôn, nó thành ra là rất là dễ.
Uyên nói ví dụ như trong hệ thống của Uyên, đội nhóm Uyên mà các anh chị đang làm với Uyên á, thì có khoảng là gần 90% là người người quen của Uyên rồi đó. Còn làm với Uyên đến bây giờ luôn suốt 3 năm qua thì ví dụ như là Uyên có bạn học của Uyên là Nguyễn Linh nè đó. Nguyễn Linh thì lúc đầu là cũng vô tình gặp lại trên Facebook thôi, chứ cũng không mất liên lạc với nhau lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi, gần 20 năm rồi, nhưng mà vô tình gặp lại. Gặp lại rồi mình cũng làm ấm mối quan hệ, không phải là mình gặp lại là mình chia sẻ cơ hội công việc liền nha các anh chị. Mình phải có cái bước là mình làm ấm lại để mình biết người ta bây giờ là đang làm gì, ở đâu, như thế nào, thì mình trò chuyện thì mình cũng bình thường thôi, giống như bạn bè lâu ngày mà, thì mình gặp nhau thì mình cũng rất là vui, thật sự gặp lại người quen vui lắm. Rồi từ từ một vài tháng sau mình mới chia sẻ cái cơ hội công việc đó cho bạn, thì bạn cũng vào mở thẻ đi mua hàng ủng hộ mình thôi, nhưng mà từ từ rồi cái mình có cái cơ hội mình chia sẻ cái công việc đó. Rồi hay là khi mà Quyên đi bán hàng á, xong mình xong 225 EB rồi ha, thì mình vẫn đi bán hàng chứ không phải là xong rồi thì mình không bán nữa. Mình bán để chi mọi người? Để mà mình có cái mối quan hệ đó. Uyên vào công ty cũ đó, Uyên tìm những cái đồng nghiệp cũ để mà mình bán hàng, nhưng mà bán hàng là cái phụ, chủ yếu là mình muốn làm ấm là cái mối quan hệ. Và Uyên cũng tuyển được ví dụ bạn Cẩm Châu đó. Cẩm Châu cũng đồng hành với Uyên, cũng là director tại Oriflame nè. Đó cũng là việc mà mình đi về công ty cũ, mình tìm mối quan hệ, mình mở thẻ cho người ta mua hàng và mình chia sẻ được cái cơ hội công việc đó. Hay là đồng nghiệp không làm nhưng mà lại giới thiệu chị gái vô làm với mình đó. Uyên cũng có nhiều trường hợp vậy đó, người quen giới thiệu giùm mình rất là nhiều, cho nên là mình cố gắng mình tạo mối quan hệ xung quanh thân thiện vui vẻ nè, rồi mình xây dựng cái trang cá nhân mình tốt thì người ta biết đến và người ta sẽ muốn cộng tác cùng với mình đó. Rồi ví dụ như khi mà mình có một số cái lưu ý á, anh chị em, khi mà mình chia sẻ với người quen á thì mình hay có cái tâm lý như thế này nè, là mình thấy cái công việc này nó hay quá, sản phẩm này nó tốt quá đó, mình muốn chia sẻ cho cái người đó, bạn của mình đi, để vô làm với mình, nhưng mà người ta từ chối, thì khi đó đó mình cảm thấy rất là buồn và hụt hẫng luôn đó. Thì mình để ý cái phần đó nha, tại vì không phải ai mình chia sẻ người ta cũng vào làm liền đâu, tại vì người ta chưa hiểu mà, người ta chưa hiểu công việc này là cái gì. Thì mình hãy cho người ta cái cơ hội đi, để từ từ bạn tìm hiểu. Thì có người thì nói là em làm đi, chừng nào em có kết quả là chị cho chị làm, cũng có nữa đó. Thì đối với những cái người đó thì mình cứ gieo. Nguyên có những cái trường hợp với là Nguyên gieo 1 năm thậm chí là 2 năm luôn á, mới vào làm, và khi mà làm á, thì tự động họ gửi chứng minh cho mình luôn. Đó là do người ta cũng biết mình qua cái thời gian mình làm như thế nào, công việc mình ra làm sao đó. Thì đó là cái cách Nguyên hay làm. Mọi người với lại là mọi người mình đừng có nghĩ hộ nha, nhiều khi mình cứ hay suy nghĩ hộ chắc chị đó chị không có tài nói gì hết, chị ít quá, chị ít có quan hệ với ai, không có quan hệ không có thì chắc làm được đâu, thì mình đừng suy nghĩ vậy, mình cứ chia sẻ bình thường thôi đó. Và mọi người biết không, hồi trước khi mà mình còn làm công việc cũ á, thì hầu như là mình ít có đi ra ngoài lắm, đi làm rồi về cuối tuần là nghỉ ngơi thôi, có đám tiệc gì quan trọng thì mới đi. Nhưng mà từ ngày làm Oriflame rồi á thì mình lại thích, rất là thích đi đám hỏi, đám cưới, thôi nôi sinh nhật đầy tháng gì đó, đám giỗ gì đó mà có mời có biết là mình sẽ đi, đi để gì không, để mà mình gặp gỡ mọi người, mình làm ấm cho mối quan hệ, mình có cơ hội mình chia sẻ, và lúc nào mình cũng có sẵn catalog hết đó. Khi ví dụ gặp người quen lâu ngày mình hỏi thăm mình thì mình nói về công việc và mình có catalog mình lấy ra mình tặng luôn, thì họ sẽ hình dung được cái công việc và họ về họ suy nghĩ rồi mình sẽ liên lạc lại đó. Hoặc là có những người đó làm không có quen luôn, nhiều khi bạn bạn bè của họ hàng mình á đi về dự đám giỗ
hay gì đó, thì tự nhiên mình gặp cái mình cũng làm quen được, và mình cũng chia sẻ được cái công việc đó. Thì mối quan hệ á không phải chỉ là bà con anh em thân thuộc của mình mới gọi là mối quan hệ. Mối quan hệ là mình có thể tạo ra những cái mối quan hệ mới. Cả nhà nhớ ha, ví dụ như cái khu vực gần mình sống nè, hồi trước nếu như mà mình chưa làm Oriflame á thì nhiều khi mình không có để ý lắm đâu, nhưng mà bây giờ mình hãy để ý mọi người xung quanh đi, mình gặp ai mình cũng chào hỏi, mình cũng làm quen để mình tạo cái mối quan hệ đó, thì đó cũng là một cái nguồn, một cái mối quan hệ. Từ đó mình cũng có thể là chia sẻ sản phẩm hoặc là chia sẻ cái cơ hội, giống như là hàng xóm của Quyên. Quyên cũng làm quen, làm ấm mối quan hệ lại, xong rồi cái rủ chị làm, nhưng mà chị không làm, nhưng mà chị lại giới thiệu người khác làm chung với Uyên đó, cũng có. Cho nên là mình hay tận dụng vậy đó, nhờ người quen người thân giới thiệu giùm mình thì mối quan hệ của mình nó sẽ có một cái phạm vi giới hạn, nhưng mà những người đó họ lại có những cái mối quan hệ của họ nữa, thì thật ra mình tận dụng được cũng rất là nhiều nguồn đó. Thì cái đó là cái cách mà Uyên hay làm đó mọi người. Mà đặc biệt là cái thời điểm này là thời điểm nghỉ dịch, hầu như là ai cũng ở nhà và họ có thời gian rảnh rất là nhiều đó, cho nên là mình rảnh là mình lướt, mình coi ai đang online là hỏi thăm, hỏi thăm tình hình chỗ chị sao rồi, bị dịch có nhiều hay không, rồi này kia mình hỏi thăm. Trước tiên là mình chia sẻ cái wellness sức khỏe đó, rồi nếu như mà chị muốn làm thì mình chia sẻ cái cơ hội công việc luôn. Thì khi mà làm á thì đi đâu á người ta hay hỏi thăm mình á, thì Quyên cũng hay chia sẻ cái câu chuyện của bản thân lắm. Ví dụ như ở số lúc này thấy hay về quê nhiều quá vậy, nó hay ở lại Tết mà ở giờ lại ăn Tết thấy lâu quá mới đi, hồi trước là về trễ lắm, 29-30 mới về, về được vài ngày là đi rồi đó. Thì đó là cái cơ hội cho mình nói về cái công việc của mình đó. Nói, dạ em lúc này á em làm bên cái tập đoàn Reflame này, công việc này thoải mái lắm, cho nên là mình ở đâu mình cũng làm được hết trơn á chị, thành ra em về đây em cũng làm việc được bình thường ha, rồi em có thời gian chăm sóc con em nè, nó công việc này nó thoải mái lắm. Cái người ta mới hỏi tới, ủa đó làm gì vậy em đó, thì mình lại chia sẻ được cái bức tranh công việc, mình nói lại với người đó đó, thì họ muốn làm thì họ làm với mình, còn họ không làm thì vậy chị có ai cần chị giới thiệu giùm em nha đó. Thì cái đó là cái cách mà Quyên Quyên làm thường xuyên và hiệu quả, và Quyên có được một cái hệ thống như ngày hôm nay thì đa phần là từ cái mối quan hệ. Thì cái đó là cái phần thứ nhất Quyên chia sẻ về cái cách mà mình rủ người quen làm chung. Cái phần thứ hai hay là mình hướng dẫn cho người ta ra đơn. Thì khi mà mình làm việc với người quen á, không phải ai đăng ký là họ cũng có đơn nha cả nhà. Cũng có những người đăng ký vô xong rồi không làm luôn, không mua hàng xài luôn cũng có, nhưng mà cái xác suất nó thấp, đa phần là khoảng 70% là họ sẽ có đơn, có đơn thôi nha. Trong số đó thì cũng có một số là xài thôi rồi không làm, nhưng mà trong số đó sẽ còn lại một số người họ sẽ làm với mình. Thì Uyên cũng hướng dẫn họ theo đúng cái quy trình của sếp Hải thôi, cũng theo từng bước vô là nói lại về cái bức tranh công việc nè, rồi xem bài khởi nghiệp đó, rồi hướng dẫn về sản phẩm. Và thường là mình hay nói về wellness trước, bởi vì wellness là mình đang sử dụng nè, ba mẹ mình đang sử dụng hiệu quả nè, thì mình khuyên họ là cũng nên sử dụng để bảo vệ sức khỏe, hoặc là mua cho ba mẹ của họ sử dụng. Nếu như họ không có điều kiện thì mình sẽ hướng dẫn họ cái cách bán hàng và để có tiền để sử dụng wellness, hoặc là rủ người quen mua chung một bộ đó. Thì khi mà người quen á mình giới thiệu, mình chia sẻ họ thì họ sẽ dễ dễ dàng họ làm theo mình, như là cũng kêu họ lên danh sách nè, rồi mời áp dụng ba cách bán hàng của anh Hải đó, rồi mình kéo họ vô xem những cái buổi livestream, cái buổi Zoom nè đó, có bảo trợ dạy việc cho mình hết rồi. Mình chỉ cần là mình động viên họ, rồi khuyến khích họ, rồi mình hồi đó mình có cái đơn hàng 225 BB thì sao á, thì mình kể lại cho họ nghe, đồng cảm với họ để cái bước đầu họ bỡ ngỡ á đó, rồi họ có niềm tin hơn, tự tin hơn, có mình ủng hộ nè, rồi bắt đầu họ sẽ làm được. Nhiều khi mình chỉ điểm cho họ, à mời ai mời ai mời ai luôn, tại vì người quen mà trong gia đình của họ đó, mời sản phẩm gì đó,
Rồi cho nên là việc mà họ hoàn thành 225 EP cũng nhanh và dễ dàng. Thì đó là cái cách mà Uyên hay làm, và Uyên kết nói về hình ảnh của bảo trợ đối với họ để họ có niềm tin hơn. Tùy theo người đó làm cái công việc gì thì mình sẽ chia sẻ về bảo trợ nhiều hơn cho họ hiểu, kết nối với bảo trợ nè, để ngoài mình ra thì họ cũng biết à công việc này nó có nhiều cái giá trị, nhiều người đạt được những cái kết quả cao như vậy đó. Thì cái đó là cái cách mà Quyên hay làm, rủ người quen và hướng dẫn cho họ hoàn thành 225 EP. Rồi bảo trợ Như ơi, chị chia sẻ tới đây là xong hết cái nội dung phần chị á Như. Nhanh vậy chị Uyên, mới vừa nghe hướng Tranh dẫn cho người mới ra đơn xong là xong liền luôn á hả? Hay dữ vậy ta. cũng có nhiều người á, cũng gặp khó khăn chứ không phải là người nào cũng ra đơn 225 EB. Ví Dạ dụ như cũng như như lúc đầu chị lúc nãy chị có nói á, là cũng có người đăng ký vô xong rồi không làm, cũng không mua gì hết. Rồi có người á thì cũng mua xài thôi chứ không làm. Thì ví dụ như họ mua đơn vài chục EB hoặc là 100 mấy cũng có. Đó rồi, nhưng mà cũng sẽ có người họ sẽ chốt vô nét họ uống. Uống trước đi, cũng chưa biết làm hay không. Đó, Ừ. nhưng mà cũng sẽ có những người họ làm vô họ cũng hoàn thành 225 EB như mình hướng dẫn xong, bắt đầu mình chia sẻ cái cơ hội nhiều hơn. Rồi mình hướng dẫn họ làm việc hai thì họ sẽ tập trung làm việc hai, thì cũng có một số là không làm, cũng có một số là chỉ mua hàng sử dụng thôi. Ừ. Đó, chỉ mua vô nét uống, và có những chị á, tham gia với Uyên từ ngày đầu Uyên làm tới bây giờ tháng nào cũng vẫn 225 BB, rồi tháng nào cũng combo vô nét á, và một số cái nhu yếu phẩm trong gia đình đó, thì người quen của mình á, họ không làm thì họ cũng sử dụng, bởi vì trước tiên là họ tin mình á, rồi họ dùng họ